Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về ADU nhá. Đây các bạn này, đây là một con ADU một tầng. Tức là nó chỉ có một cái quạt thôi. Nghĩa là nó một quạt và đầu cấp với đầu hút. Nó có hai đầu. Đấy thì đầu tiên là về cái đường gió của nó thì đây là cái đường cấp này các bạn này. Đây là đường cấp gió này. Cái đường cấp gió này là cái đường cấp vào phòng nhé các bạn nhé. Nên nó sẽ qua một cái hệ thống đường ống với cả một cái van một chiều cấp vào phòng. Đấy. Còn trên ADU thì có quạt, có dàn lạnh, dàn nóng. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn các cái thiết bị điều khiển thì nó nằm bên ngoài. Đấy, đây là đường hồi này, đường hồi thì nó đây đường hồi các bạn này. Đây đường hồi nhá. Đường hồi thì nó lại có ba ngả. Đấy các bạn nhìn đấy, nó có ba ngả. Đây nhá. Và hai bên này nó có hai cái cụm van điện từ. Đấy, hai cụm van MLD. Nó nằm ở hai bên. Còn cái đường giữa thì nó sẽ đi về ADU các bạn nhá, đường hồi. Đấy. Thế thì khi nào nó đóng mở hai cái cụm van MLD này đây các bạn, thì đầu tiên là cái đường MLD ở bên phía đường cấp gió tươi vào đây, đường này gió tươi đây. Vậy thì nhiều bạn cũng thắc mắc là vậy thì khi nào nó sẽ mở cái đường cấp gió tươi, khi nào nó sẽ mở cái đường 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 gió thải lấy từ phòng về, trong phòng về các bạn. Đấy, đây. Cái này là lấy từ trong phòng về đây. Đấy. Đường hồi từ phòng. Và cái bên kia thì là đường gió tươi. Mà cái này là ba ngả các bạn nhé. Thì đấy. Thì cái van ba ngả này nó có hai cái ngả mà nó có van điện từ như vậy. Thì nó đóng mở như nào? Đấy. Thế thì ở đây á thì nó sử dụng một cái con đo, gọi là đo cái chỉ tiêu VOC. Cái bộ đo về nó dựa trên cái tỷ lệ khí carbonic mà khi mà người ta thở ra. Đấy, cái bộ đo đấy là bộ đo carbonic VOC, cái chất lượng không khí. Cái hàm lượng chủ yếu nó đo là cái carbonic CO2. Thế thì khi mà cái con cảm biến đo ấy, nó gắn ở trên cái đường gió thải, cái đường hút gió thải mà đưa ra ngoài trời ấy, thì khi mà cái quạt hút đấy, gió thải đấy, nó đo cái lượng CO về vượt cái ngưỡng, tức là cái ngưỡng đặt ấy, cái ngưỡng mà quy định. Thông thường cái lượng CO2 ở trong cái không khí bình thường thì nó rơi vào khoảng độ 350 ppm, tức là 350 hạt trên 1 triệu, tức là 330 phân tử trên 1 triệu phân tử không khí. 350 đấy là cái không khí bình thường. Thì nó tùy vào cái mà chúng ta mong muốn là cái trao đổi không khí trên một người trong vòng một phút, thì thông đường người ta tính là khoảng độ từ 10 đến 20 CFM. Cái chỉ số này với cái chỉ số là CFM ấy, thì nó chính là cái chỉ số gọi là một feet khối không khí trên một phút. Một feet khối nhá, trên một phút. Thế quy đổi ra cái mét khối trên giờ ấy, thì một CFM nó tương ứng với cả khoảng độ 1,7 mét khối trên một giờ. Như vậy thì một người mà cần trao đổi khoảng 10 đến 20 CFM thì nó tương ứng với khoảng độ 17 mét khối trên một giờ đối với một người. Thì nó tùy vào cái lượng người ở trong cái khu vực mà con ADU này nó phục vụ và cái không gian nó phục vụ để nó tính ra cái lượng đấy. Nhưng tuy nhiên
thì cách tính như vậy nó là tương đối. Nó không để biết được là khi nào đông người, khi nào ít người. Thì cái này hoàn toàn phải sử dụng bằng tay. Tuy nhiên ấy, thì ở đây nó sử dụng một cái con đo từ cái quạt gió thải. Nó đo trực tiếp cái lượng không khí đưa về. Thì nó sẽ phân tích được là cái lượng CO2 ở trong cái không khí thải đấy, nó đang là bao nhiêu. Thì với cái khuyến cáo của cái một số cái hãng mà chuyên về điều hòa thì người ta khuyến cáo là ví dụ như là nếu bạn tính là nó rơi vào 20 CFM đó, thì cái lượng CO2 đo về nó rơi vào khoảng độ gần 1000 ppm, tức là 1000 phần tử trên 1 triệu đấy. Thì chúng ta phải mở gió tươi để giảm cái CO2. Vì khi cái đường gió hồi này này là cái đường gió mà nó sẽ mang cái nhiệt độ trong phòng về, thì cái nhiệt độ nó mát hơn nhiệt độ ngoài trời đưa vào, đúng không ạ? Cái nhiệt độ ngoài trời thì nó sẽ hạn chế được cái năng lượng, tức là nó giảm bớt được cái năng lượng tiêu hao, cái đấy, công suất điện để mà làm lạnh cái phòng đấy. Tuy nhiên là khi mà cái lượng CO2 nó trên ngưỡng thì nó bắt buộc phải mở cái van này, mở cái van gió tươi để cấp gió tươi vào để trao đổi cái không khí đối với trong phòng, thì lúc này cái van lạnh nó sẽ phải mở to hơn. Cái công suất mà khi mà chúng ta lấy gió từ phòng về đấy, thì cái điều khiển của hai cái van này là như vậy. Dựa trên cái chỉ số CO2 nhá, thì nó là tối ưu đấy. Còn nếu mà không có cái bộ đo đấy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán cái lượng người ở trong phòng, lượng người trung bình, cái lượng không khí trao đổi trong một giờ để đưa ra cái cài đặt cái van để lấy gió tươi vào cho nó phù hợp đấy. Thì đây là hai cái van ba ngả. À, nó là cái van ba ngả, nó gồm hai cụm van lấy gió tươi và lấy gió hồi về. Thì cái điều khiển sơ bộ của cái van này nó là như thế. Cái van của ARU. Có thể các bạn còn tìm hiểu sâu hơn mình thì các bạn có thể chia sẻ để nhiều người biết hơn. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn thấy là các cái video nó có một chút gì đó có ích thì các bạn hãy theo dõi cái kênh của mình nha, để khi mà có các video về kỹ thuật mới thì các bạn sẽ là người biết đầu tiên. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.